hai các bạn một buổi sáng vui vẻ. Thì Tân đang ở quán coffee mà thường ngày Tân hay uống, thì hôm nay Tân không có sợp nữa tại vì Tân uống y chang mọi ngày thôi. Thì Tân không uống gì khác ngoài trà vải hết. Thì đây là một cái clip tâm sự ha, khá quan trọng. Đầu tiên là muốn khoe các bạn là Tân đổi phong cách chút xíu ngày hôm nay. Bình thường là Tân đội nón snapback, nhưng mà Tân đội nón kết. Bạn thấy như thế nào? Thì nhiều người nói Tân đội nón này không có hợp, nhưng mà Tân lại Tân thích nón này lắm. Tân không biết tại sao mà Tân rất là thích. Ok, đến phần tâm sự ngày hôm nay ha. Thì các bạn, nhiều bạn rất là chờ đợi và trông ngóng cái clip linh thú khi mà Tân được 100.000 subscribe. Tất nhiên các bạn, bản thân Tân cũng rất là muốn show up những cái gì liên quan linh thú, tại vì nó là một trong những cái đề tài mới mà không phải ai biết. Thì mình muốn chia sẻ để cho các bạn có được một cái tâm linh mới, một cái gì đó để bạn nghiên cứu chung với Tân, cũng như là những ai có sự quan tâm đến linh thú. Thì các bạn biết Tân đã quay linh thú từ trước rồi. Tính đúng ra là quay linh thú vào năm ngoái, mà Tân để những cái tư liệu đó lại để mà Tân show up cho các bạn trong những cái clip khi mà Tân được 100.000 subscribe. Thực ra là cái dự định của Tân là lúc ban đầu là Tân sẽ đi một số nước nữa như là Thái Lan, thậm chí là qua Trung Quốc để Tân tìm hiểu những cái gì mà nó liên quan đến linh thú, cho Tân show up cho các bạn xem. Nhưng mà bây giờ trước cái tình hình đại dịch đó, thì Tân sẽ có một cách khác để mà Tân làm việc về cái gọi là cái chương trình, một cái đề tài mới về linh thú trong tâm linh. Thì Tân đã chuẩn bị rất là may mắn, là Tân đã chuẩn bị từ trước khi mà Tân tới Penang, Malaysia để Tân quay. Thì Tân sẽ cung cấp những cái tư liệu đó cho các bạn trong cái clip khi mà Tân đạt được 100.000 subscribe. Nhưng mà tất nhiên các bạn phải cho Tân cái thời gian biên tập, tại vì nó sẽ có xen lẫn giữa hình ảnh và những cái câu chuyện Tân kể. Và khi 100.000 subscribe, nó không có nằm trong cái mục kể chuyện chính, mà nó là làm cái mục riêng luôn, để các bạn có thể tiện theo dõi cũng như là các bạn có thể nghiên cứu cùng với Tân. Còn mỗi buổi chiều vẫn kể những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện ma để dành cho các bạn. Thì cái khoảnh khắc này, tại sao Tân nói nó quan trọng? Tại vì khoảnh khắc này là khoảnh khắc mà chúng ta đang chuẩn bị nhìn thấy cái kênh của mình, là kênh của Tân, cái cộng đồng của tụi mình được 100.000 subscribe. 100.000 subscribe là nút bạc của YouTube mấy bạn. Trong cái thời kỳ nó khó khăn, có gặp rất là nhiều sự cố và nhiêu khê đó một người kể chuyện ma giống như Tân. Bởi những cái chuyện như sau. Thứ nhất, cái chuyện ma là chuyện mà người ta rất là khó để mà người ta chia sẻ. Khi dù người ta thích đi nữa thì người ta cũng sẽ để câu chuyện đó ở trong lòng. Những ai tin tâm linh, ta vẫn để câu chuyện ở tâm lòng, chứ người ta không có chia sẻ rộng rãi được. Tại vì đôi khi người nhà, người thân cũng như là những bạn bè có người ta không thích về những câu chuyện ma ghê rợn tâm linh như vậy, hoặc người ta không có tin. Chỉ những người nào thật sự người ta tin, người ta mê thì người ta mới theo dõi và người ta coi nó như thế nào. Thì các bạn biết á, là phải khó khăn lắm một cái người YouTuber kể chuyện ma mới trụ được ở trong cái khoảng thời gian này. Tại vì thời gian này là thời gian mà con người ta đang muốn đi du lịch, đang muốn đi chơi, đi tận hưởng sau một thời gian dài bị giãn cách xã hội, cũng như người ta đang bị stress rất là nặng về công việc, về cuộc sống, về mọi thứ. Thì người ta không có tinh thần để mà người ta nghe những câu chuyện ma của Tân. Nhưng mà cái điều đó là cái điều đáng quý, khi mà rất nhiều người ở lại cùng Tân, có rất nhiều người cùng chia sẻ và buồn vui, cũng như là những người mà yêu thương mình đến tận giờ phút này để mà đưa cái kênh 100.000 subscribe. Thì có nhiều người hỏi là 100.000 subscribe rồi kênh sẽ có gì mới. Thì đầu tiên các bạn cũng thấy là Tân trang bị những thiết bị mới, những thiết bị để có thể linh hoạt hơn khi mà đi ra ngoài, thay vì những thiết bị cồng kềnh và thụ động khi ở nhà. Linh hoạt hơn ra ngoài để làm gì? Để Tân có thể quay hình, để show up những câu chuyện ma, người thật, việc thật ở tại cái nơi mà xảy ra sự việc đó. Bên cạnh đó có nhiều cái hay ho để các bạn nhìn thấy, để các bạn hiểu được cái giá trị của tâm linh nó ghê gớm như thế nào. Và chúng ta trân trọng những gì mà chúng ta đang có trong cuộc sống hiện tại. Đó là những cái mà Tân đang muốn làm và ekip Tân sẽ làm trong thời gian sắp tới.
Bên cạnh đó là Tân sẽ review về food đúng nghĩa hơn. Thì những cái clip mà Tân làm về food trong thời gian vừa qua, các bạn đón nhận cũng rất là ok, các bạn rất là thích. Thì sẵn đây có nhiều bạn quan tâm sức khỏe của Tân, thì các bạn nói rằng là không nên ăn đồ ăn nhanh nhiều quá, sẽ không tốt cho sức khỏe, hoặc là anh ơi đừng ăn nhiều quá. Thì thật sự Tân không có ăn nhiều quá, và Tân đang trong cái giai đoạn gọi là giảm cân thật sự. Ok, xin lỗi, Tân đang đó. Thì các bạn có thể hiểu một điều gì, thức ăn nhanh là một trong những cái món ăn mà Tân có thể order trong cái thời gian này để mà có thể review cho các bạn. Đó chỉ là những thử nghiệm, những video clip đầu tiên về review food mà do Tân làm. Nó không có nhiều người thích bằng là Tân review chuyện tâm linh hay là chuyện ma. Thì tại sao lại như vậy? Thứ nhất là cái gì nó phải từ từ. Có những người ta thích ăn, người ta không thích nghe chuyện ma. Thì cho mình bây giờ rằng là Tân làm food phải từ từ. Thì thức ăn nhanh đúng là nó không tốt cho sức khỏe, nhưng mà Tân ăn một lượng vừa phải, và Tân ăn vào buổi trưa, có nghĩa là bữa chính, chứ không phải là bữa phụ hay là ăn vặt. Những lúc đó thì lúc Tân ăn, và buổi chiều Tân giảm cái số lượng ăn mình lại để tốt sức khỏe của mình. Tân rất cảm ơn các bạn đã quan tâm sức khỏe của Tân, và cái điều đó là cái điều mà làm Tân rất là trân trọng, rất là quý. Một người mà đã từng là người chưa ai biết tới, một người đã từng là chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày có nhiều người yêu thương mình đến như vậy, có nhiều người nghĩ về mình, quan tâm sức khỏe của mình, có nhiều anh chị ở khắp nơi trên toàn thế giới vẫn quan tâm đến mình, mặc dù quốc gia của họ đang dịch bệnh, đang có rất nhiều điều suy nghĩ mà họ vẫn suy nghĩ tâm tư về mình. Thì đây là điều mà mình hạnh phúc vô cùng. Nó còn lớn hơn cả những cái chuyện mà về vật chất, về tiền bạc, về mọi thứ. Thì Tân sẽ có cách đáp lại cái tình cảm đó của các bạn, của các anh em chân tình nhất có thể. Trong cái phạm vi của Tân hoạt động thì Tân sẽ đi du lịch. Nhưng khi nào đất nước hoàn toàn ổn định về dịch bệnh và giãn cách xã hội, mặc dù bây giờ chúng ta làm rất tốt cái công tác gọi là phòng tránh, nhưng mà cũng có nhiều bệnh nhân họ tái nhiễm, và căn bệnh này rất là ghê, nó không phải giống như những căn bệnh khác. Khi mà chúng ta đã hết bệnh âm tính rồi, chúng ta vẫn có thể dương tính sau 6-7 lần âm tính. Nếu như sức khỏe chúng ta tốt, chúng ta vượt qua được, mà không tốt thì sẽ có những cái chia ly, những cái sinh ly tử biệt, nó không đáng. Cho nên là Tân đang giữ sức khỏe cho chính mình và cho cả cộng đồng và cho những người làm việc cùng Tân. Thì khi đi quay, Tân phải một mình Tân đi, mà là có cả ekip Tân đi. Ekip không có đông, nhưng mà cũng là những nhân mạng, những con người vẫn có thể tiếp xúc, vẫn có thể gây ra những chuyện không muốn. Mặc dù căn bệnh này không phải là do quốc gia mình gây ra, do Trung Quốc nữa, nó tạo ra, nó gây ra chuyện đó. Nhưng mà mình đừng có để cái vấn đề mà ham muốn du lịch, ham muốn vui chơi cho một khoảnh khắc nhỏ mà ảnh hưởng đến tính mạng lớn cho mình và cho cả gia đình, những người thân yêu của mình. Phải biết kiềm chế lại. Ai cũng vậy thôi, Tân cũng vậy. Tân rất là muốn đi chơi, trời đi chơi ai mà không thích. Các bạn biết á, Tân đi du lịch rất là nhiều. Trong một năm Tân đi Malaysia, đi Thái, Singapore, Indo, là đủ thứ các kiểu. Thậm chí đúng ra theo tính toán của Tân, tháng 7 là Tân phải đi Mỹ. Đó, mà rốt cuộc mọi thứ nó vỡ nát hết, vỡ nát tất cả, banh hết tất cả luôn. Và không có cái gì có thực hiện được. Nhưng mà cái Tân thực hiện được, đến bây giờ Tân vẫn có thể làm được, đó là tâm sự các bạn mỗi ngày và kể chuyện ma các bạn nghe mỗi ngày. Mặc dù trong lòng Tân có nhiều điều rất là suy nghĩ, rất là buồn. Mình buồn là vì sao? Mình buồn là vì mọi thứ nó thay đổi quá kỳ lạ. Rất nhiều người, rất nhiều anh chị, rất nhiều bạn bè của mình đang phải lo lắng cái nỗi lo chung từ cái con virus này nó gây ra. Nhưng mà mình mong rằng cái clip này giúp các bạn lạc quan, giúp cho các anh chị, những người yêu thương Tân cũng như là những người đã coi kênh của Tân có thể vượt qua mọi thứ, và chúng ta có ý thức cộng đồng. Bảo vệ mình là bảo vệ cho người thân của mình, cho những người mà mình yêu thương và cả những người mình không yêu thương, vì họ cũng có gia đình, họ cũng có tương lai của họ. Có thể trong cuộc sống họ không thích mình, và mình cũng không thích họ, nhưng mà họ cũng có gia đình, họ cũng có một cái nghiệp mà họ phải lãnh, thì mình cũng có chứ phải không. Và mình muốn rằng là chúng ta còn mãi ở đó, chúng ta còn ở nơi đây để tranh đấu, để cãi nhau, chứ không phải một người còn người mất. Mạng người rất là quý, sức khỏe
là cái mà duy nhất duy trì được tánh mạng mình bây giờ. Nếu như mình đi ra cộng đồng, mình đi chơi bời, mình đi thỏa mãn cái niềm vui của mình, thỏa mãn một cái chút xíu gì đó mà kênh YouTube đã hứa hẹn mang lại cho những bạn của mình, mà mình bất chấp mình đi nước ngoài hoặc là mình đi ra những cái nơi cộng đồng hay là những cái vùng đất mà có những người mà chưa rõ ràng có bệnh hay không, mà mình đem cái bệnh đó mình lây cho những người xung quanh trong khách sạn chẳng hạn, hay là những người trong những quán ăn mà mình ghé qua chẳng hạn, thì điều đó mình cảm thấy mình không làm được. Cho nên mình sẽ cố gắng mình kể chuyện và mình đợi khi nào mình ổn thì mình sẽ đi. Mình tin rằng là với cái khả năng kể chuyện, dẫn dắt và review của mình sẽ làm các bạn hào hứng nhưng trong an toàn, chứ không phải là liều mạng để đánh đổi sức khỏe của chính mình và những người thân của mình. Tân mong các bạn cũng giống như Tân, hãy ở nhà bên cạnh người thân mình khi còn có thể. Đây là lúc mà chúng ta ở bên nhau, cùng đi ăn, cùng uống, biết là công việc rất là khó khăn. Khó khăn lắm, ai cũng cần tiền mà sống, Tân cũng vậy. Tân cũng cần tiền để Tân sống chứ, Tân đâu phải là thánh đâu. Dù là idol hay thần tượng của ai đi nữa thì cũng cần tiền mà sống chứ. Ai cũng phải ăn cơm chứ, đâu phải ai mà tự nhiên hít không khí mà sống. Đâu có kể chuyện ma mà sống được, đúng không? Thì chính vì vậy mà Tân cũng hiểu đối với ai khó khăn quá, hay là những người nào mà phải buộc ra ngoài làm ăn, phải giữ gìn sức khỏe, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, đi về nhà thì rửa tay, tắm rửa để đừng có lây lan cho vợ con của mình. Tiết kiệm trong thời gian này, tại vì sắp tới còn nhiều điều nó chưa biết được. Phải tiết kiệm đồng tiền của mình, đừng có vung tay quá chán. Tiền bạc có thể kiếm, nhưng mà sức khỏe thì không thể kiếm được. Mà cái gì cũng vậy, cái vận xui mà đã nó đến một cái là vung tiền cỡ nào cũng không có thể nào mà thoát khỏi. Cho nên là phải để dành, phải tích trữ tiền bạc để còn lo cho mình, lo cho người thân của mình. Để khi mà đất nước vào trỗi dậy, đất nước bắt đầu làm ăn mạnh mẽ trở lại, ta có cái đồng vốn để mà chúng ta sinh sống. Ít ra chúng ta có thể đợi trong thời gian ta đi xin việc, chúng ta có công ăn việc làm, ha các bạn ha. Thì đây là những lời nói của Tân và cũng như những thông báo của Tân, những công việc sắp tới của Tân, và Tân cảm ơn các bạn. Tân muốn chúng ta cùng nhau đếm và cùng nhau đợi đến cái lúc mà Tân được 100.000 subscribe và chúng ta tận hưởng hạnh phúc đó như thế nào. Và các bạn phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bây giờ thì bye bye, Tân uống cà phê và Tân hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều nay nha. Bye bye, yêu thương các bạn rất là nhiều.